Tô Lâm hứa Việt Nam sẽ miễn học phí và nuôi tất cả học sinh đi học. Khả năng có đến đâu đây? Vào ngày 9 tháng 11, Quốc hội Việt Nam đã thảo luận về luật nhà giáo liên quan đến các vấn đề về giáo dục. Truyền thông nhà nước đưa tin Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu tại Tổ đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội rằng nhà nước sẽ phổ cập giáo dục tiến dần từ tiểu học đến trung học, các cháu đến tuổi là được đến trường. Đáng chú ý, ông Tô Lâm đã cam kết rằng tiến tới nhà nước bỏ học phí nuôi các cháu trong độ tuổi đi học, tiến bộ là phải như vậy. Vẫn theo Tổng Bí thư Tô Lâm, điều kiện Việt Nam hiện nay là tương đối thuận lợi để thực hiện mục tiêu này. Việc đầu tư cho giáo dục sẽ mang lại lợi ích lâu dài về mọi mặt trên mọi lĩnh vực đối với các quốc gia. Xu hướng chung hiện nay, việc giáo dục miễn phí trên thế giới cũng như khu vực ASEAN đã và đang là tương đối phổ biến. Qua tìm hiểu của phóng viên được biết, từ trước đến nay nhà nước Việt Nam cũng đã có chủ trương giáo dục miễn phí và nuôi học sinh. Tuy nhiên, chủ trương này mới chỉ áp dụng trong phạm vi hẹp. Trước năm 1989 cho đến nay, Việt Nam đã thực hiện giáo dục miễn phí cho tất cả trẻ em ở cấp tiểu học. Mọi học sinh tiểu học tại trường công lập không phải đóng học phí. Ở cấp trung học cơ sở, kể từ năm 2006, nhà nước đã thực hiện chính sách miễn học phí với học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Tuy nhiên, nhà nước vẫn thu thêm các khoản thu ngoài học phí như phí học thêm, bảo hiểm y tế và các khoản đóng góp khác. Còn ở cấp trung học phổ thông, từ năm 2020 cho đến nay, nhà nước bắt đầu triển khai chính sách miễn học phí đối với học sinh cấp học này, nhưng giới hạn chỉ ở các trường công lập. Tuy nhiên, có sự phân biệt tùy vào hoàn cảnh và khu vực địa lý khác nhau, có thể sẽ được hỗ trợ thêm. Về chính sách nhà nước nuôi học sinh cho đến nay, nhà nước mới chỉ hỗ trợ cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt hay học sinh khuyết tật. Tại các trường nội trú, nhà nước cung cấp cho học sinh nơi ở, ăn uống và các khoản trợ cấp để đảm bảo các em có thể tiếp tục học hành ở mức tối thiểu. Đồng thời, nhà nước cũng triển khai các chương trình cấp sách vở miễn phí cho các đối tượng kể trên để đảm bảo cho các em không thiếu sách vở và dụng cụ học tập. Tóm lại, chính sách giáo dục miễn phí mà nhà nước nuôi học sinh Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn đầu còn rất sơ khai và chưa đạt được mức của nền giáo dục chất lượng. Chủ yếu là do vấn đề đại tài chính của nhà nước chưa có khả năng cung cấp. Nhìn sang quốc gia láng giềng của Việt Nam như Vương quốc Thái Lan, được biết từ năm 2000, nhà nước Thái Lan đã chính thức miễn phí giáo dục cho toàn bộ học sinh 12 năm, bao gồm cả học nghề. Đồng thời, nhà nước chi trả tiền cho tất cả các chi phí như sách vở, cặp sách, đồng phục có 3 loại khác nhau. Phụ huynh học sinh ở Thái Lan không phải trả bất kỳ chi phí gì, trừ tiền cho con ăn quà. Kể cả bữa cơm trưa của học sinh cũng được nhà nước lo. Đây chắc chắn sẽ là giấc mơ của các bậc cha mẹ học sinh ở Việt Nam, bởi lo chi phí học hành cho con em họ là một gánh nặng với vô vàn các khoản thu vô lý, nhưng nếu phụ huynh không đóng thì sẽ không được yên. Tuy nhiên, công luận bày tỏ sự hoài nghi về những phát biểu hứa hẹn quá nhiều của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra rất nhiều vấn đề mang tính giản trải, không có trọng tâm theo lối vạ đầu nói đấy, hoàn toàn không có các giải pháp cũng như chương trình cụ thể để biến thành hiện thực. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin Tô Lâm hứa Việt Nam sẽ miễn học phí và nuôi tất cả học sinh đi học. Khả năng đến đâu đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Vì sao Tô Lâm phải chấp nhận quay xe, không cải cách thể chế để mà giữ ghế? Đánh giá chung của giới phân tích về tình hình chính trường Việt Nam cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm là người thực dụng, không quan tâm về vấn đề học thuyết cũng như lý luận. Điều đó đã khiến cho số đông người Việt cũng như giới quan sát đều rất hy vọng và mong mỏi ông Tô Lâm sẽ tiến hành cuộc cải cách thể chế chính trị tại Việt Nam. Cụ thể là từ bỏ con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì trong suốt hơn 90 năm qua. Tuy nhiên, những hy vọng vừa kể trên chắc chắn là không có căn cứ và không bao giờ trở thành hiện thực. Bởi đây là điều cấm kỵ và hết sức nhạy cảm mà bất kỳ giới chức lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng nào muốn cũng chỉ dám nghĩ chứ không thể nói ra. Những bài học đối với Trần Độ, Trần Xuân Bách trong quá khứ đã chứng minh điều đó.
việc cải cách thể chế sẽ đi ngược lại duy trì chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thể chế chính trị hiện nay đã và đang mang lại rất nhiều đặc quyền, đặc lợi cho giới chức lãnh đạo cấp cao của Đảng. Không ai tự mang nồi cơm của họ và gia đình họ hất xuống đất cả. Tuyên bố gần đây của Tổng Bí thư Tô Lâm nói rằng thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn, hay cải cách để đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới đã làm cho công luận hồ hởi, phấn khởi hơn, và người ta càng tin rằng ông Tô Lâm sẽ là một Gorbachev của Việt Nam để tiến hành đổi mới toàn diện, kể cả cải cách chính trị. Tô Lâm đề nghị cải cách thể chế nhưng ông không nói rõ điểm nghẽn của thể chế ấy là gì. Theo định nghĩa trong khoa học chính trị, thể chế là hệ thống gồm các nguyên tắc, quy định, các luật lệ để định hướng sự phát triển của một tổ chức hay một nhà nước ở những lĩnh vực nhất định trong xã hội. Nhưng ông Tô Lâm không đủ can đảm hay do quá khéo léo nên không dám nói thẳng ra. Bởi hơn ai hết, ông Tô Lâm là chùm mật vụ của Việt Nam cũng thừa hiểu, việc đặt vấn đề cải cách thể chế chính trị là điều chứa đựng rất nhiều các nguy cơ tiềm ẩn. Điều đó chắc chắn sẽ châm ngòi cho sự phản đối của một bộ phận các lãnh đạo cấp cao trong Đảng. Đó là bộ phận trung thành với ông Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vốn luôn kiên định các học thuyết Marx Lenin và vấn đề chủ nghĩa xã hội đã ra sức bảo vệ nó. Đến nay, sau một loạt đòn từ phe chống đối do Đại tướng Lương Cường dẫn đầu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã sớm nhận ra và bắt đầu run sợ. Theo giới quan sát, những tuyên bố long trời lở đất của ông Tô Lâm bị đa số các lãnh đạo cấp cao của Đảng cho rằng đã vượt quá giới hạn cho phép. Đây là lý do khiến ông Tổng Bí thư Tô Lâm buộc phải thoái lui. Trong Hội nghị Trung ương lần thứ 10 từ ngày 18 đến 20 tháng 9, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham gia lễ kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trong bài nói chuyện tại hội nghị, ông Tô Lâm bất ngờ nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục phát triển chủ nghĩa Marx Lenin, cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới. Điều đó đã cho thấy những tuyên bố về việc đổi mới và cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm đang rơi vào bế tắc. Và ông Tô Lâm đang có biểu hiện quay xe để mất giữ ghế. Đây cũng là lý do ông Tô Lâm bị đánh giá là có kinh nghiệm lãnh đạo quá mỏng, không có khả năng lường hết mọi vấn đề. Đảng Cộng sản Việt Nam có cải cách thể chế chính trị hay không là một vấn đề phức tạp, hết sức nhạy cảm. Các tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay luôn nhấn mạnh cam kết duy trì hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa để tiếp tục giữ vững chế độ độc đảng toàn trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao Tô Lâm phải chấp nhận quay xe, không cải cách thể chế để mà giữ ghế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.